Hello mọi người, lại là một buổi vào Hồ Đất Ngọt chụp ảnh dạo. Lần này bất ngại hơn và cũng có một số bạn chủ động kêu mình chụp ảnh. Khác với lần trước, lần này mình chụp bằng một chiếc Nikon Z6 và lens tấm lòng về chốc. Và đây chính là kết quả của buổi chụp. Rồi. Talking to the moon.